cái này á là dành cho những cái loại phần mà mình muốn nó về là nó chung cái xác của nó. Đúng rồi, điều gì giống như là người ta muốn cái phần tay nhưng người ta cũng cái xác luôn, còn cái này thì nó sẽ ra luôn, còn cái này thì là những cái phẩm mà cái động vật động cứng luôn. Đây, đó là mình sử dụng cái frozen trước. Đúng rồi, đúng. Cái thời gian sử dụng thì mua bánh này sử dụng thì xài được 1 năm, mua hàng gì đó thì có thể có một loại sản phẩm xài được 1 năm 1 năm rưỡi, nhưng mà ví dụ bỏ tất tiền của cái này thì xài hơn 3 đến 4 năm. Nếu mình có thể mình cái sử dụng nó chính xác, mình tính thời gian hao mòn nó sẽ lâu hơn là cái hàng kia. Thật sự mà nói máy ép nó cũng chỉ là máy ép thôi, chứ nó không phải là cái gì mà cao siêu hết. Mà chỉ có thể là mình trừ khấu hò khấu không hao được thời gian sử dụng cho khách hàng thôi. Yeah. Thì ví dụ như khách người ta kêu là mua bài này sử dụng gì tầm 6-7 tháng nó hư rồi, người ta khó chịu.